Bích Phượng xin kính chào quý vị. Hôm nay thứ tư ngày 20 tháng 11 năm 2019. Đến với bản tin Hoa Thịnh Đốn gồm có tin phân tích thời sự Hồng Kông. Trong phần 2 là bài phân tích Châu chấu Hồng Kông đã vội Bắc Kinh lão đảo. Để mở đầu, Bích Phượng kính mời quý vị theo dõi bản tin phân tích thời sự Hồng Kông với Võ Thành Nhân và Nguyễn Phú Quý. kính chào chúng tôi là võ thành nhân và trước khi vào bản tin phân tích với anh nguyễn phú quý thì chúng tôi xin được gửi đến quý vị bản tin cập nhật về tình hình hồng kông hiện nay à, chúng tôi cũng được biết rằng đó là tại trường đại học bách khoa hồng kông à, hàng chục người biểu tình ủng hộ dân chủ vẫn đang phải ẩn náu bên trong cái khuôn viên của trường đại học này à, sau 4 ngày liên tiếp bị bao vây và liên hợp quốc đã kêu gọi để mà giải quyết vấn đề hòa bình à, cho cái cuộc bao vây này thì cùng lúc à, tối hôm qua à, thượng viện hoa kỳ cũng đã thông qua một cái luật mới để mà ủng hộ những yêu cầu chính đáng của người Hồng Kông. À, chúng tôi cũng được biết rằng là vào ngày 20 tháng 11 năm 2019, có nghĩa là vào ngày thứ tư, à, mặc dầu ở bên Hồng Kông đi trước chúng ta nhưng mà chúng tôi được có được cái bản tin là là vẫn có những cái cuộc tuần hành ôn hòa trước cái giờ ăn trưa bất chấp sự kiểm soát của cảnh sát Vũ trang. À, chúng tôi được biết là vào đầu giờ trưa thì chỉ có một đám đông nhỏ tụ tập trên đường nhưng chỉ vài phút sau đó thì nhiều người đã tham gia và hô vang các khẩu hiệu dân chủ ở phố Best Day. Một số người dơ tay năm ngón tay kêu gọi chính phủ đáp ứng năm yêu cầu của người biểu tình. Nhiều người đã lên án cảnh sát và hô vang những khẩu hiệu cáo buộc các sĩ quan cảnh sát của Hồng Kông đã hành xử như những kẻ khủng bố. Và sau đây là cuộc tiếp xúc của chúng tôi và anh Nguyễn Phú Quý. À, xin kính mời quý vị theo dõi. À, trước hết xin được kính chào anh quý. Xin chào nhân, xin chào quý khán giả của đài SBTN. Khi mà chúng ta nói um, Hồng Kông uh, tạo một cái sự đe dọa mà người ta sợ là có một cái thiên an môn xảy ra, đó là cái điều mà tại sao cả thế giới đang lên tiếng. Thì anh Quý uh, suy nghĩ như thế nào về vấn đề này, dạ thưa quý? Thưa nhân, thưa quý khán giả của đài SBTN, um, hôm uh, hôm qua uh, thượng uh, thượng viện Mỹ đã ký một cái sắc luật về nhân quyền và uh, dân chủ để mà ủng hộ những người biểu tình ở bên Hồng Kông và thêm một cái dự luật nữa mới ra đó là nó sẽ cho những người sinh viên học uh, học sinh ở bên Hồng Kông nếu Muốn có visa qua Mỹ, tạm thời thì Mỹ sẽ cấp visa để những người đó đi qua bên nước Mỹ. Và cũng có một cái dự luật thứ hai kèm theo đó là cấm bán những vũ khí mà chống biểu tình cho cảnh sát của Hồng Kông như lựu đạn cai hay là những cái đồ mà dùng để mà chống biểu tình. Thì cái vấn đề Thiên An Môn đó, cách đây mấy mươi năm thì không có làn sóng mạng để người ta theo dõi. Thì những cái cuộc mà giết chóc, dân chúng biểu tình nhất là sinh viên lúc mà thời thiên an môn đó là nó cả ngàn người chết nhưng mà không có ai gửi được tin ra ngoài thì hồng kông bây giờ là một cái hồi xưa là một cái thuộc địa của anh thì khi mà trung hoa lục địa tiếp thu cái đặc khu này đó là có cái sự thỏa thuận giữa người anh với lại người trung quốc là năm 1997 thì sẽ được 50 năm thì hồng kông sẽ được tự do dân chủ như là một cái cái hệ thống nó gọi là một quốc gia hai thể chế nhưng mà người chính phủ Trung Hoa, Trung Hoa lục địa đang bắt đầu đổi ý và muốn lấy lại Hồng Kông mà chưa có được yên ổn lắm. Yeah. Nhưng mà khi mà chúng ta thấy con số mà gần 900 sinh viên, học sinh mà ở một cái trường đại học như vậy và bị cố thủ nhưng mà cũng khoảng 200 người đã bị bắt rồi yeah. và hiện nay thì vấn đề đàn áp rất là dã man. Nhưng mà khi nói tới vấn đề dã man như vậy thì ngay cả Liên Hợp Quốc họ cũng lên tiếng như anh Quý biết trong cái bản tin cập nhật đó thì anh Quý cứ nghĩ rằng là nếu mà Trung Cộng thẳng tay mà đàn áp Hồng Kông kỳ này đó, thì có thể là đây là một cái cơ hội để cho họ làm một số chuyện có liên quan tới vấn đề Đài Loan hay không? Vậy? Thì Đài Loan uh, bà... Uh... Chính bà tổng thống của Đài Loan ra tiếng à, ủng hộ những cái dân biểu tình ở Hồng Kông, tại vì những cái gì mà xảy ra cho Hồng Kông nếu mà không cản bây giờ nó sẽ xảy ra cho Đài Loan, thì cái vấn đề thiên an môn hồi nãy anh Nhân hỏi đó thì có tin đó là cái Khoảng 5.000 người à, biểu tình cách đây mấy tuần đã bị bắt và 3.000 người đã bị dẫn độ về bên uh, Trung Hoa Lục địa. Thì cái đó thì nhiều người chưa kiểm chứng được nhưng mà nhiều người đang bị mất tích mà không biết uh, tìm ở đâu ra. Thì có nguồn tin là những người này đã bị đẩy qua bên uh, Trung Quốc để mà chịu tội hay là bỏ tù. Thì cái vấn đề Thiên An Môn đó thì có thể nó xảy ra nhưng mà tại vì cái vấn đề Hồng Kông đó cũng khó là tại vì khi uh, Thượng viện Mỹ ra cái dự luật đó thì bắc kinh phản đối một cách uh, mạnh mẽ đó là mỹ không được xía vào chuyện của nội bộ của trung cộng thì thêm một cái áp lực nữa đó thì ông bộ trưởng quốc phòng của mỹ đang ở việt nam sau có chuyến uh, đi thăm viếng của philippines thì ông tổng trưởng quốc phòng này uh, kêu gọi những cái nước uh, đông nam á đừng có sợ trung cộng thành ra là một cái thế lực mà trung cộng đang bị ép thì có thể đài loan bây giờ thì không có gì xảy ra hết nhưng mà nếu mà trung cộng mà đánh á, thì có thể thắng nhưng mà cũng có thể thua tại vì thua về vấn đề à, à, chính trường. Yeah. Trở lại vấn đề Hồng Kông thì kính thưa vị chúng tôi cũng được biết rằng ở Hồng Kông hiện nay người trung cộng họ qua họ sống họ mua nhà mua đất họ lấn cái 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 cái, cái, cái lớn cái sân chơi rất là giống như là ở Việt Nam nó thật rất giống rất, 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 như là ở Việt Nam thôi do đó nên khi mà trung cộng họ lớn như vậy đó thì họ sẽ tạo được nhiều những người mà giống như là an ninh chìm những người informer để mà bắt bớ những cái người nào mà có cái 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 những cái sinh hoạt để mà phản đối lại chính quyền đó. giờ đến nên chúng ta nghĩ lại là, là những mà nhân quý nói là từ sáng nay, cái cuộc cách mạng dù từ năm 2014 dạ vâng. là tuổi trẻ Hồng Kông đã không đồng ý về cái cách để mà trung cộng đưa một cái người vào để mà lãnh đạo cái đất nước của họ. cho đến nên đó là lý do tại sao mà chúng ta ngày hôm nay rất là nhiều người trẻ đã ủng hộ cái cái, cái cuộc biểu tình và ủng hộ cái cuộc phản đối đó. Dạ yeah, thưa uh, quý khán giả thưa nhân những cái cuộc biểu tình đẫm máu bây giờ đã bắt đầu từ 2014. tại vì cái 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 biểu tình mà cái dù vàng, cách mạng dù cái dạ. mạng dù đó là để uh, chống uh, chính phủ Trung Hoa đặt uh, những người của của họ vào những cái đặc khu để làm uh, dũng người đặc khu trưởng là những cái cái, cái bộ phận à, lập pháp của của đại, của Hồng Kông thì vì dân Hồng Kông đã thấy cái mối nguy từ 2014 thì cái luật dự luật của Hồng Kông mà ban hành à, bắt dẫn độ những người mà phạm tội đi về bên Trung Hoa à, à, Trung Quốc đó thì đã bị chống đối mạnh mẽ thì bà à, Carrie Lam là cái bà khu đặc trưởng của Hồng Kông đã rút lại tạm hoãn cái đó nhưng mà những người Hồng Kông vẫn chưa chịu những người hồng kông nói là cái đó là tạm tạm rút nhưng mà phải rút luôn và bỏ hết hủy bỏ hết thì người ta mới chịu dạ yeah. xin được cảm ơn quý dạ yeah, cảm ơn nhân yeah. kính thưa quý vị dù cái kết cuộc nó như thế nào thì có nhiều dấu hiệu cho thấy rằng là với phân tích suy đoán rằng là phong trào tranh đấu vì quyền tự trị vẫn sẽ tiếp diễn và người dân hồng kông sẽ có một cái cơ may để mà thay đổi được cái cuộc sống của họ sống như một chế độ tự do dân chủ và chúng tôi nghĩ đó là một bài học Đó có thể lan tới Việt Nam Nếu mà Hồng Kông thành công Thì Việt Nam cũng có thể bầu lên cái người Mà mình muốn lãnh đạo mình Và thay đổi đi những cái bộ mặt Mà cai trị độc tài Giống như là chúng ta hiện đang bị Đảng Cộng sản Việt Nam đè nặng Trên quê hương của chúng ta kính thưa quý vị Bài phân tích của chúng tôi Và anh Quý đến đây xin được tạm ngưng Và chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị Vào kỳ sau Một lần nữa cảm ơn anh Quý Cảm ơn Nhân Cảm ơn quý khán giả của đài SPTN